Dạo này ế ẩm quá mày ạ. Giết thì ta chắc tao cũng bỏ nghề. Sao chú lại bỏ nghề? Mà bỏ nghề bán kem chú định làm cái nghề gì? Tao thấy người ta khởi nghiệp là người ta phải đi lấy vợ. Ê mà chú thì nhìn như này chắc không khởi nghiệp được rồi. Ý là mày đã kiện tao đúng không? À không, tôi chả kiện gì chú cả. Nói sự thật thôi. Chẳng qua là duyên nó chưa tới chứ mày tưởng tao thích ế lắm à? Chứ còn đẹp trai đào hoa như mày gái theo đẩy ra đây thì nói làm cái mẹ gì? Chú tưởng cháu muốn lắm mà, cháu muốn nỗi khổ riêng của cháu đấy chứ. Thế gu của mày là cái gì mà cháu tao thấy mày gặp ai mày cũng né là sao? Gu của cháu á? Đơn giản lắm. Chỉ cần người ta vui động, sôi động một tí thôi, như con điên thế là được. Tại vì cháu trầm tính. Trầm tính thì phải có một người bên cạnh nó vui vẻ, nó hoạt bát thì nó đẩy mút mình lên được chứ. Sôi nổi, cá tính. Thế chắc chắn là đang nói mình rồi. Trời ơi. Thế đúng rồi đấy, mày nên vậy. Tao là tao cũng biết rồi đấy. Chú biết cái gì? Ý là tao hiểu ý mày nói rồi. À thì nãy giờ hỏi cu cháu rồi thôi. Cu chú là gì? Cu tao à? Ý suốt ấy. Vâng, cu chú ấy. Cu tao thì chỉ cần phụ nữ độc thân là được. Phụ nữ độc thân thôi hả? Ờ thế thôi. Đơn giản thế thôi. Thế thôi. Cho thấy chú đẹp trai, phong độ, bán kem, nhiều tiền. Nhưng mà lại cần mỗi độc thân thôi à? Chả hiểu cái gì. Đây là tao đang khiêm tốn. Thế mày chưa nghe cái câu mà khiêm tốn bao nhiêu cũng thừa hả? Đây là tao cũng rất gì vào này nọ đấy chứ không phải đùa đâu. Thế mà sao nãy chú bảo là chú chỉ đang ế thôi chứ không phải là chú chưa cần ai? Sao cái thằng này thế nói chuyện từ nãy đến giờ mày vẫn không hiểu à? Không hiểu cái gì à? Hả? Tao đang bảo là tao khiêm tốn mà này. Nói chuyện mày vốn bằng nhau thôi, tao đi về đây. Thì về đi. Về luôn. Chà hợp này. Ngồi chuyện thật chán. Được, mày bán cái răng này. Hổ ấy. Ê. Đáng nhẽ là cậu phải giật mình chứ. Ui giật mình á? Ừ. Cái bài đấy cậu làm nó trục tập rồi, bây giờ còn giật mình cái gì nữa. Cậu. Ui trời. À đúng rồi, vừa hai tớ cũng đang định tìm cậu để có chuyện đấy. Tìm tớ á? Ừ, có cho nên có chuyện này. Tìm cái gì mà tìm? Người ta biết hết rồi nha. Biết gì? Người ta là hình mẫu lý tưởng đúng không? Trời ơi. Nghe hết rồi. Hả? Ai đi đây? Chuyện gì nhỉ? Thế mày đã thấy ổn chưa? Em chưa thấy ổn chỗ nào luôn này, nó cứ rối tung lên đấy. Rối là rối thế nào? Này, mà mày có làm y cái cách anh dặn không đấy? Ui dồi, em làm y hệt cái cách anh nói luôn nhá. Quỳnh Anh thì em sang nhắn gửi thông điệp, còn con My em chưa kịp nói thì nó đã... Sao? Hai anh em lại đứng ngoài đường, ngoài chợ tâm sự cái gì đây? Tâm sự cái gì mà tâm sự? Đang nghe Kiệt nó kể về cái vật đào hoa của nó. Hả? Đào hoa? Ừ, nhắc đến cái đào hoa tao mới nhớ. Tao vừa gửi thông điệp của mày tới con Quỳnh Anh rồi đấy. Này, rồi ơi. Thế kết quả thế nào? Kết quả như mong đợi luôn. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Trời, quá tốt luôn. Thế nhưng mà chú biết cháu mong đợi điều gì mà chú nhắn gửi? Ừ. Thế là bạn biết thằng Kiệt nó mong đợi điều gì à? Này, cùng đàn ông với nhau mà lại sao lại không biết cái gì tao chả biết. Mày thấy chưa? Anh bảo cái cách của anh nó hiệu quả mà. À vâng, đúng anh 10 điểm rồi, em cảm ơn anh Phát. Vâng, em cảm ơn cả chú nữa. Này, tao nói mày biết nha, từ lần sau nha, mày muốn gửi thông điệp gì đến Quỳnh Anh thì mày cứ nói thẳng tuột ra nhá. Mày không phải bày ba cái trò này đâu. Nhất trí, nhất trí. Được chưa? Vâng ạ. Mà công nhận, thằng này có sức hút thật. Từ cái lúc tao bảo gu của mày với Quỳnh Anh á, vâng, nó thay đổi hoàn toàn luôn, thay đổi một phát luôn. Thế là thái độ hụt hẫng à? Sao phải hụt hẫng? Nó thay đổi hoàn toàn khác luôn, nó thay đổi để hợp với gu của thằng này, vui vẻ sôi động hoạt ngôn, được chưa? À này, nhưng mà bạn nói gì tôi vẫn chưa hiểu. Chứ đúng rồi, nghe cái đoạn đầu nó cũng thấm vào đầu được đấy, chứ nhưng mà cái đoạn sau nó hơi ẩm thế sao mà cháu không hiểu gì hết. Thế cái câu chuyện nó đang thẳng đuột như thế, nó dối chỗ nào mà dối? Nó thẳng với bạn nhưng mà nó vòng loanh quanh với bọn tôi. Đúng rồi. Thế bây giờ tôi hỏi nha. Tao hỏi nha. Vâng, chú hỏi đi ạ. Thế lúc sáng mày sang nhà tao không? Chính xác. Mày nói chuyện với tao. Rõ ràng luôn. Ý là mày muốn gửi thông điệp tới tao để tao nói với cái Quỳnh Anh. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Ơ thế tao nói ý hệt đây. Thế có cái gì không hiểu? Bình thường mày thông minh lắm mà, các bạn á. Bình thường cũng thông minh mà sao bây giờ có tí thôi mà cũng không hiểu là sao? Suy nghĩ lên. Tôi đi đây. Nhưng mà chú ơi, cháu còn cái chưa muốn nói chứ. Bận lúc khác. Khác nữa. Thế. Thầy Tượng. Mà sao lúc nào đây? Ui em vừa mới sang xong. Mà sao anh cứ nhìn ngoài đấy làm cái gì mà đăm chiêu thế?
À thì tao đang ngắm cảnh nhìn mưa tí, nghĩ cái gì? Ui giời ơi, mưa năm nào em chả thấy giống mưa năm nào mà sao lại cứ ngắm? Ai bảo mày giống nhau? Hạt mưa rơi thì nó cũng hạt tròn hạt méo chứ. Mà nay mày sang cầm gì đây? Ít hạt đỗ đen. Em mang qua nhờ anh làm món chè đậu đen. Chè đậu đen? Vâng. À, em nghe bảo là người ta nấu chè đậu đỏ để nối tình duyên. Hôm nay em mang chè đậu đen sang để cắt tình duyên, nhờ anh làm món đấy. Tao sống bao nhiêu năm nay bây giờ tao mới nghe cái chuyện mà nấu chè đậu đen để cắt tình duyên đấy nhá. Mà cái vía của mày nó nặng, khó cắt lắm. Giời ơi, nặng thì phải nhờ đến tay nghề của anh. Bây giờ mình cứ làm đi, biết đâu lại được thì sao anh? Thôi được rồi. Cắt tình duyên của mày thì tao không hứa. Nhưng mà anh sẽ hứa là dạy cho mày nấu chè đậu đen, được chưa? À, vâng. Thì làm như nào trước anh? Thì trước tiên mày muốn nấu chè thì phải ngâm đậu đã. À, ngâm đậu à? Rồi, thế cứ đổ đây, xả nước là ngâm anh. Ừ. Xong rồi anh ơi, vừa ngâm xong rồi. Bây giờ phải làm gì nữa anh? Thì xong rồi, bây giờ ninh thôi. À ninh thôi ạ, nên mình cứ bỏ vào đây thôi anh. Ừ. À vâng. Anh Tượng ơi. Anh Tượng. Hả? Em nhìn là đậu nó cũng nhừ rồi đấy anh ạ. Được rồi. Thôi nhỉ. Đấy bây giờ vớt ra. Vâng. Xong rồi lọc lấy nước. Xong bắt đầu lại bỏ vào cháo, đảo với đường. Ôi, sao mà nghe nó kỳ công thế anh? Chuyện. Mà anh Tượng này, ừ? Nãy giờ ngồi nấu ăn với anh ấy, em nhận ra một điều. Sao? Đó là đúng là anh chỉ giỏi mỗi nấu ăn thôi. Ừ. Thế là anh bỏ ngay cái chuyện quân sư tình yêu với các thứ đi nhá. Nó không hợp. Được biết thế đi. Mọi người, sao lại quân sư tình yêu, gia sư tình yêu là sao hả? Mọi người nói em nghe xem nào. Đúng rồi, tao cũng đang định hỏi gia sư tình yêu là cái gì. Nhìn hai con người này tao thấy nghi nghi. Đúng không? Đúng. Ừ. Nghi ngờ cái gì ở đây? Thế lúc sáng thằng Kiệt nó chả bảo là nói chuyện với bạn đấy, bạn bảo bận còn gì nữa? Ờ thì sáng bận, bây giờ hết rồi thì kể đi nào. Này, mày làm cái gì mà mới sáng mai mà mặt mày như mất sổ gạo thế hả? Thì em đang suy nghĩ về chuyện của con My với con Quỳnh Anh ấy anh. Thế là hai cái đứa đấy vẫn theo mày chọc phá à? Ôi giời ơi, bọn nó chọc phá thì đã tốt, bọn nó còn cạnh tranh công bằng xem là ai có được em cơ. Hai cái đứa này chắc là phải cho mỗi đứa một trận mới được. Học thì không chịu học, suốt ngày nghĩ bao lanh đăng. Ui giời ơi, anh đánh nó tuổi này làm gì? Bọn nó đang tuổi nổi loạn, tuổi như em ấy, khó bảo lắm. Bây giờ anh đừng có dùng cái biện pháp đấy, nó tác dụng phụ lại mình đấy. Mày nói cũng đúng. Đấy là cái lý do mà em không dám nặng lời với hai đứa đấy đấy. À này. Dạ. Anh mày có một cách để bọn nó từ bỏ. Cách à? Cách gì anh? Bây giờ mày tìm cách gửi thông điệp với Quỳnh Anh, xem là bọn nó có từ bỏ không? Gửi thông điệp đến Quỳnh Anh ạ? Anh nghe nói chả hiểu gì cả. Sao lại gửi thông điệp anh? Cái thằng này. Bây giờ đến thế này nhá. Vâng. Nếu như mày gặp Quỳnh Anh, mày khen những cô gái là cá tính, hoạt ngôn. Còn nếu như gặp cái My, thì mày lại khen những cô gái là trầm tính, nhẹ nhàng. Hai đứa đấy nó thấy không hợp sẽ từ bỏ. Em cảm ơn anh. Nhất trí nhá. Trí luôn ạ. Vâng, để em đi làm luôn ạ. Thế sao từ đầu không nói tuyệt ra đi bày đặt này? Cái gì ủ mưu ủ kế cái gì? Thật ra là cháu chỉ xem con Quỳnh Anh nó như là bạn của cháu thôi, mà bây giờ bạn bè nói ra cái đấy nó mất lòng nhau. Thật đấy, làm cháu cũng cứ tưởng... Tưởng cái gì? Tao đã nói với mày đâu mà mày tưởng. Cậu chưa nói nhưng mà tớ đã vô tình tớ nghe được cái câu chuyện của cậu với chú Tú rồi. Ừ. À, bây giờ tớ mới hiểu nhá, là cái hành động buổi sáng cậu làm với tớ là như nào nhá. Mà thôi, cái vấn đề đấy không quan trọng. Quan trọng là anh ơi, cái này được chưa? Chứ em thấy thơm rồi, em đói rồi đấy. Đúng rồi, tao cũng đói lắm rồi. Này, dạ. Cái đậu đen này nó thiêng hết nhỉ? Vâng, biết thế bảo anh làm sớm hơn có phải cắt được duyên được không? Duyên âm à? Không. Anh Tường ơi, được chưa anh Tường ơi? Lâu lắm rồi. Đến rồi. Ừ. Đậu đen thơm, đến đây, đến đây. Hay lắm nào. Nha. Ấy dạ. Em xin này, nha. Mình xin. Ngon không? Mình ngon quá, ngon quá. Chén em luôn á. Bạn với lại mấy đứa ăn có nghe ngửi được cái mùi thơm của đậu không? Ừ. Ủa em ăn em cứ thấy nó mùi bùi bùi nha. Ngon nè.
cái bùi bùi ngọt ngọt của nước cốt dừa nữa nhỉ. Đúng rồi đấy. Anh Trường ơi, cái món này là anh tự làm à? Ui, bảo sao ngon thế đi. Mày, mày ăn đéo đúng không? Ừ. Mày láo. Một quán ông để ra những cái... Anh tao nha, cái gì cũng biết làm hết. À mày này, quán ông để cho con Quỳnh Anh nhà tao một cốc nhá. Kinh, nay chú lại chơi cái bài đem về cơ đấy. Mày chả hiểu gì. Tao đem cái chè đậu đen này về để giải thích cho nó cái nguồn gốc câu chuyện từ cái cốc chè đậu đen này, mày hiểu chưa? Trong bếp chắc vẫn đang còn nhỉ? Hiểu. Anh cứ để cho Quỳnh Anh một ly thật to lên anh nhá. Ừ. Rồi. Cắt duyên à? Cắt duyên. Trời ơi, cắt cơn à hai. Vậy là cứ đi ăn cỗ rồi về đâu mình. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một comment, một like, một subscribe.